Vòng bán kết của mùa đông đã đến rồi. Có phấn khích không, Kuroko? Tất nhiên, Kagami. Tôi đang không kìm nổi cảm xúc đây. Chúng ta sẽ đánh bại thế hệ kỳ tích và vươn lên vị trí số 1 Nhật Bản. Dù đối thủ mạnh đến cỡ nào thì Serin cũng sẽ không bao giờ thất bại. Lối chơi của Kuroko, đừng bỏ lỡ nhé. Đón xem Kuroko, tuyển thủ vô hình phần 3 trên kênh Animax.